Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của Vượng Hạnh TV. Lời đầu tiên cho phép Vượng Hạnh xin được gửi lời chúc sức khỏe cũng như lời chào trân trọng tới toàn thể các quý vị và các bạn. Và Vượng Hạnh cũng xin được kính chúc cho tất cả mọi người trong và ngoài nước, những người đang yêu mến đàn gà con, có một sức khỏe thật là dồi dào, hạnh phúc, bình an trong cuộc sống. Và đến với những cái thông tin mới nhất ngày hôm nay, thì Vượng Hạnh cũng muốn cập nhật đến toàn thể tất cả các quý vị và các bạn, tất cả mọi người trong và ngoài nước một số cái thông tin liên quan tới đàn gà con. Kính thưa quý vị, trong cái thời gian vừa qua, ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 là lễ đại tường của cố ca sĩ Phi Nhung. Kính thưa quý vị, thì có rất nhiều những diễn biến, những sự việc và cũng đã được chứng kiến đàn gà con của chúng ta biểu diễn. Tuy rằng trong cái thời gian vừa qua thì Tuyết Nhung mặc dù đang bệnh, em vẫn chưa khỏi nhưng vẫn cố gắng để phục vụ cho bà con nhân dân khu vực lễ đại tường của cố ca sĩ Phi Nhung cũng như là phục vụ cho toàn thể tất cả mọi người trong và ngoài nước. Hiện nay công việc của chị Phi Nhung cũng đã thành công tốt đẹp. Thoáng mới đây thôi cũng đã 2 năm trời đã trải qua thì tất cả mọi người chúng ta ai cũng có thể hiểu được những cái câu chuyện và những cái con đường mà đàn gà con đang bước đi. Nhưng không phải trên con đường nghệ thuật của đàn gà con bước đi lúc nào cũng suôn sẻ hay là lúc nào cũng có thể tươi đẹp được, bởi vì còn rất là nhiều những cái chông gai, còn rất là nhiều những cái trở ngại mà đàn gà con vẫn phải tiếp tục đi qua. Trong cái mùng 1, mùng 2, mùng 3, trong 3 ngày đó thì quý vị cũng đã hiểu được những cái tâm tư tình cảm của các con dành cho mẹ Phi Nhung lớn mạnh đến thế nào, đúng không ạ? Thì ngày hôm qua thật sự là khi mà xong việc của ca sĩ Phi Nhung, tức là ngày giỗ của ca sĩ Phi Nhung đã diễn ra được thành công tốt đẹp, thì đâu đó vẫn còn một số câu chuyện rất là buồn mà nó liên quan tới bé Tuyết Nhung mọi người. Thì ngay sau khi xong cái 3 cái ngày lễ đại tường của ca sĩ Phi Nhung thì cũng có một số câu chuyện xảy đến với Tuyết Nhung cũng làm cho bé rất là bực mình, thưa quý vị. Và bé Tuyết Nhung cũng đã đăng tải lên cái bảng tin của mình để muốn gửi gắm tới tất cả mọi người, để bé cũng muốn nói lên những cái mà bực tức của mình. Thật sự thì ai cũng mong muốn đàn gà con sẽ có được cuộc sống thật là tốt đẹp, sẽ có được những cái sau này sẽ được trở thành những cái người ca sĩ thực thụ. Nhưng đâu đó vẫn còn một số những người buông lời cay đắng, buông lời miệt thị, rồi nói Tuyết Nhung thật sự để khiến cho bé phải bực mình. Bé đã đăng tải lên trang cá nhân của mình những câu chuyện mà chúng ta ai yêu quý đàn gà con thì chúng ta có thể là không sao cả, chúng ta vẫn ủng hộ, vẫn yêu quý và vẫn tiếp tục đứng đằng sau để làm một bức tường vững chắc cho đàn gà con. Nhưng đâu đó vẫn còn rất là nhiều những cái câu chuyện, những cái lời nói mà không hay, để mà đến hôm nay bé Tuyết Nhung đã lên tiếng và đã đăng tải lên trang cá nhân của mình để mà thật sự bé muốn chuốc đi một cái cơn giận mà bé đã đăng tải lên. Sau đây thì Vượng Hạnh TV sẽ cập nhật đến tất cả các quý vị và các bạn, tất cả mọi người trong và ngoài nước, chúng ta hãy cùng nhau nghe những cái lời mà bé Tuyết Nhung đã đăng tải trên bảng tin của mình nhé mọi người. Sau đây em xin cập nhật cho các quý vị và các bạn, tất cả mọi người, những người hâm mộ bé Tuyết Nhung được nghe và được biết những cái câu chuyện của bé đăng tải nhé. Bé có đăng tải như sau: những người hay dùng những lời nói không đúng làm tổn thương đến người khác, mình xem họ là những người bị thiếu thốn tình cảm trong cuộc sống này. Thì bé cũng đăng tải một hình ảnh và những cái lời này bé muốn nói lên rằng những cái người mà hay dùng những cái lời không đúng làm tổn thương đến người khác, mình xem họ là những người bị thiếu thốn tình cảm. Thật sự câu nói này tuy rằng là như vậy nhưng nó ẩn chứa rất là nhiều những cái bực tức ở trong này, thưa mọi người. Bởi vì đây là những cái lời mà bé Tuyết Nhung phải bực lắm bé mới đăng tải lên trang cá nhân là như vậy. Và cũng có rất là nhiều những cái lời bình luận, những cái câu chuyện mà tất cả mọi người cũng đã bình luận vào bài viết của bé Tuyết Nhung để mà động viên cho bé thật nhiều. Và sau đây mình sẽ cập nhật những cái lời bình luận của tất cả những người yêu thương
bé Tuyết Nhung đã bình luận như sau: "Bé ơi, bỏ qua đi, đừng để ý tới những người đó. Những người đó thật sự là thiếu thốn tình cảm thật đó. Và rồi sau sẽ cũng chẳng ra sao đâu, cứ yên tâm mà tiếp tục con đường của mình đi. Chúc cho bé Tuyết Nhung thật nhiều sức khỏe. Hãy cố gắng lên, đừng để ý tới những loại người đó. Em hãy bỏ qua hết đi, chúc em thành công trong cuộc sống nhé." Và kính thưa quý vị, đó là những cái lời bình luận của tất cả quý vị khán giả. Còn rất nhiều những cái bình luận động viên cho bé. Thật sự ngày hôm nay thì bé Tuyết Nhung bực lắm, bé mới đăng tải những cái dòng trạng thái như vậy. Khi mà bé đăng tải lên trang cá nhân thì nhận được rất là nhiều những cái bình luận động viên, nhận được rất là nhiều những cái sự thương cảm của tất cả mọi người. Bởi vì trong cuộc sống thì như Vượng Hạnh vẫn nói, ở trong cuộc sống trong cái của chúng ta thì có 100 người thì có 70 người thích, rồi 20 người ghét và 10 người bình thường đó quý vị. Thì cho nên là thôi, cũng mong sao tất cả các quý vị khán giả, tất cả mọi người trong và ngoài nước hãy hoan hỉ, hãy động viên cho bé thật nhiều để bé có thêm được những cái động lực tốt nhất để bé có thể vượt qua những cái giai đoạn khó khăn này. Trong cái lễ đại tường của ca sĩ Phi Nhung thì có rất là nhiều các bậc, ví dụ như là về các thầy, sư thầy, sư cô, rồi các ca nghệ sĩ khác, rồi có tất cả mọi người, bà con, cô bác trong và ngoài nước. Có cả những cái đội FC của ca sĩ Phi Nhung từ miền Bắc cũng trở vào để ủng hộ cho đàn gà con. Đây là một trong những cái việc làm mà thật sự khiến cho tất cả chúng ta ai cũng cảm thấy xúc động và thương cho đàn gà con, đúng không thưa quý vị? Nhưng đâu đó vẫn còn rất là nhiều những cái lời lẽ, những cái con người không có ý thức, thật sự là rất là ác tâm để mà buông ra những cái lời cay nghiệt với đàn gà con. Bởi vì nói thẳng với nhau là đàn gà con thật sự cũng không làm ảnh hưởng đến ai cả, mà sao có tất cả vẫn có những cái lời mà thật sự nói để cho bé bực mình, để bé lên tiếng như ngày hôm nay. Và đó là những cái lời mà mình cũng mong muốn cho tất cả các quý vị khán giả. Nếu chúng ta yêu thương thì chúng ta ủng hộ, không yêu thương thì thôi, chứ đừng có buông lời cay đắng để đem đến cho nhau những cái lời nó thật sự là buồn bã và nó không hay, đúng không thưa mọi người? Bởi vì gieo nhân nào thì ắt sẽ gặp quả đấy thôi, cũng không có gì phải lo lắng cả. Cho nên mình cũng rất là mong các quý vị khán giả cũng như tất cả quý vị ai yêu mến đàn gà con, ai yêu mến quản lý Diễm Phạm hay là trưởng sang Juno Thiên Ngân, thì chúng ta hãy ủng hộ cho các em ấy để các em ấy phát triển hơn nữa trong tương lai, để cống hiến cho tất cả chúng ta những cái gì mà chúng ta cảm thấy yêu mến và chúng ta cảm thấy yêu thích, đúng không ạ? Những cái lời mà bé Tuyết Nhung nói ngày hôm nay thật sự bé bực lắm, bé mới lên tiếng để nói những cái câu như vậy. Bởi vì bé Tuyết Nhung tính tình rất hiền lành, dễ thương và rất gần gũi với mọi người. Cho nên ngày hôm nay có rất là nhiều những cái nỗi buồn mà bé đã phải trải qua. Đó là những cái thông tin mà ngày hôm nay em cũng muốn cập nhật đến tất cả các quý vị và các bạn. Và cũng mong tất cả mọi người hãy cố gắng lên tiếng để ủng hộ cho đàn gà con, để các em ấy có những cái động lực sẽ bước tiếp trong tương lai nha. Và cảm ơn quý vị rất nhiều, chúc cho quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an cho cuộc sống. Vượng Hạnh cũng rất mong quý vị hãy ấn đăng ký kênh, like và chia sẻ. Và đừng quên nhấn chuông để ủng hộ cho Vượng Hạnh. Cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người trong những video, những clip tiếp theo.